cái khâu mà tưới nước bón phân mình làm tốt đó, thì sau 15 ngày bông sẽ nhú ra như vậy này, như thế này đây, bông bắt đầu sẽ bút ra. Cựa gà đó, nhú cựa gà đây nè, nhú cựa gà nè, nhú lên hết đó. Rồi mình sẽ thấy là khoảng một tuần sau, không tới một tuần nó sẽ nó bút bông ra, nó búng bông ra nhiều lắm. Thì lúc đó mình sẽ làm gì anh em bà con nghĩ coi, mình sẽ làm gì đây? Nó ra bông thì mình sẽ phun thuốc ra, mình phải dưỡng nó, không còn cách nào khác. Bông dường mà bông trái nhiều đó, thì chắc chắn sâu hại nó sẽ tấn công, rất rất tốt để mà sâu hại nó tấn công, rất là béo bở, mồi rất là béo bở ha. Sâu hại bệnh nó sẽ tấn công, cái phun thuốc rồi mình dưỡng ngừa. Thế thì lúc mà bông nó chưa nở, nó bút như vậy nè, hoặc là nó bút như cái cựa gà nãy, là mình sẽ bắt đầu mình phun rồi. Mình phun ở đây mình sẽ phun khoảng, mình phun đúng thời điểm ha, thời điểm thứ nhất giai đoạn 1, quan trọng là đúng thời điểm thôi, là khi bông hoặc hoa vừa bút nhú cừa gà là mình phun đợt 1. Phun thì gồm có sâu và dưỡng thôi, sâu dưỡng, sâu thuốc dưỡng nha. Giai đoạn thứ hai, đặc biệt giai đoạn mấy trong cái bước này là mình sẽ không rễ phân nha bà con, rễ phân là bông rụng hết nha. Lý do tại sao liên hệ kỹ sư nông nghiệp giải thích, nhưng tôi không có nói nhiều dài dòng đây ha, tôi chỉ nói về quy trình thôi. Giai đoạn thứ hai là khi nào đây? À, ô cái dừa này xả lá nhiều quá, nó xử lý hóa chất, xử lý hóa chất là nó sẽ ra nấm nổi như vậy ha, cây nó giống như là cây nó bị chết vậy đó. Nhưng mà khi mà gãy phân là cây nó tỉnh lại, nó sẽ ra bông. Mà tôi khuyến cáo bà con hạn chế áp dụng cái phương pháp này ha, cây nó rất dễ chết. Cái giai đoạn thứ hai đó là cái giai đoạn mà kiếm một cái hình để nhà vườn anh em có thể hình dung được ha. Cái giai đoạn thứ hai đó chính là giai đoạn này đây. Đây, tức là giai đoạn mà cánh hoa đầu đổ nhụy rồi. À, cánh hoa bắt đầu rớt, nó để lộ ra ngoài những cái trái như thế này, là mình phải phun liền. Để làm chi? Để mình ngừa cái trái này nó bị nhện đỏ. Đấy, lúc như vậy là giai đoạn hai, là lúc đổ nhụy trái đầu, tượng trái hay hồi nãy gọi là tượng trái ha. Đấy, thì mình phun là thuốc sâu nhện nha, giai đoạn này nhện đỏ rất nhiều, mình không phun nhện là mốt là bị da cám hết, dưỡng luôn đó. Thuốc sâu gì, thuốc nhện gì, thuốc dưỡng gì thì liên hệ cái sư nông nghiệp ha. Thì hoặc là bà con có thể ra ngoài vật tư nông nghiệp á, các anh em sẽ hướng dẫn cho bà con thôi. Nói chung cái giai đoạn này thì sâu dưỡng thì chỉ hỗ trợ thôi, chứ không có tác dụng nhiều đâu. Quan trọng là sâu nhện đó, sâu nhện này thuốc gì cũng được. Đối với những nhà vườn mà bán xuất khẩu chanh sang châu Âu á, thì cái sâu thuốc dưỡng thuốc nhện này kiểm soát rất là chặt chẽ, thì những nhà vườn đó thì phải liên hệ kỹ sư nông nghiệp trực tiếp kỹ sư nông nghiệp để hướng dẫn chi tiết thuốc gì, sâu gì, thuốc nhện gì, để tránh tình trạng là sử dụng thuốc ngoài, thuốc cấm để dư lượng châu Âu nó bắt được thì cũng khó ha. Rồi hai lần thôi, mình phun hai lần thôi. Thì hai giai đoạn này anh em hỏi cách nhau bao nhiêu ngày, thì khoảng 10 ngày ha, 10 ngày phun lần, 10 ngày phun lần, thậm chí có thể phun lần ba luôn,
phun lần ba luôn, nếu mà anh em nhà vườn nào mà có thời gian á, phun thêm lần ba nữa thì nó quá tốt. Mà tôi chỉ nói là phun hai hai giai đoạn thôi, hai lần thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bước sang cái bước thứ năm,